Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của bão, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão, với tinh thần phải chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Quốc và Philippines liên hệ với nước sở tại để tạo điều kiện cho các thuyền Việt Nam trú tránh. Cụ thể, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Quốc và Philippines chủ động liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện cho các tàu thuyền Việt Nam trú tránh, hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng phía bạn hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam trong trường hợp cần thiết và cử cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước để ứng phó kịp thời với bão số 3.